Sáng ngày 8 tháng 9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ thông xe đưa vào sử dụng cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè. Tại lễ khánh thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban giao thông chủ đầu tư Lương Minh Phúc cho biết, dự án cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt từ năm 2001. Sau nhiều lần tạm ngưng và tái khởi động, nay công trình hoàn thành có chiều dài gần 318m, rộng 15m, mỗi bên 2 làn xe, đường dẫn hai đầu 661m. Tổng mức đầu tư công trình gần 600 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cầu hơn 211 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 325 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí dự phòng hơn 52 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, cầu Long Kiển hoàn thành là niềm vui lớn của chính quyền và bà con huyện Nhà Bè, góp phần kết nối giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thật tốt công tác tổ chức giao thông và duy tu bảo dưỡng, quản lý khai thác cầu Long Kiển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khác trong khu vực huyện Nhà Bè, đặc biệt là ba cây cầu còn lại trên tuyến đường Lê Văn Lương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chân thành cảm ơn người dân đã hy sinh một phần lợi ích vì sự nghiệp phát triển của địa phương. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án còn lại, đảm bảo đúng tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2023. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương 500 tỷ đồng và ngân sách thành phố. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025. Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu cùng với trục đường cao tốc Bắc Nam đang được triển khai và tuyến đường sắt quốc gia đoạn qua địa phận Đà Nẵng sẽ tạo nên ưu thế tiếp cận chiến lược đa phương thức cho việc khai thác cảng Liên Chiểu. Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại. Dự án cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển phân khu cảng Liên Chiểu, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trong khu vực miền Trung Tây Nguyên với cảng Liên Chiểu. Ngày 8 tháng 9, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra một loạt quyết định cưỡng chế thuế hàng trăm tỷ đồng đối với một số công ty. Cụ thể, công ty sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình bị cưỡng chế thuế hơn 120 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Trường Sơn ở phường Phú Hải, Đồng Hới bị cưỡng chế thuế 16,3 tỷ đồng. Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quảng Bình ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới bị cưỡng chế thuế hơn 10 tỷ đồng. Công ty cổ phần tổng công ty Tân Hoàng Cầu, khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý bị cưỡng chế hơn 3,8 tỷ đồng. Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, các công ty trên bị cưỡng chế do có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội, thành phố Hà Nội vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Đó là nam bệnh nhân 50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, bị sốt 40 độ C, mệt mỏi, đau nhức cả hai khớp chân. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng bệnh nặng lên. Sau đó, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, toan chuyển hóa nặng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Kết quả xét nghiệm cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Trước đó, một trường hợp nam bệnh nhân 48 tuổi ở huyện Ba Vì cũng tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn. Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 15 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 2 ca tử vong. Trong khi cùng kỳ năm 2022, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca bệnh. Hầu hết các ca bệnh đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín.
Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định quản lý sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. So với lần điều chỉnh gần nhất vào năm 2017, số lượng biệt thự tăng thêm 4 căn. Theo quyết định vừa được ban hành, các biệt thự thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Đà Lạt sẽ được phân làm 3 nhóm với tổng cộng 166 căn. Trong đó, nhóm 1 có 3 biệt thự gồm Dinh 1, Dinh Bảo Đại Cũ, Dinh 2, Dinh Toàn Quyền Cũ, Dinh 3, Dinh Bảo Đại Cũ là những biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và có giá trị lịch sử văn hóa. Đối với biệt thự nhóm này, khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Trong lần điều chỉnh này, có 2 biệt thự thuộc nhóm 1 được chuyển sang nhóm 2 là biệt thự số 4 Hùng Vương, Dinh Nguyễn Hữu Hào cũ và biệt thự số 1 Lý Tự Trọng, Tư Dinh Tỉnh Trưởng cũ. Biệt thự nhóm 2 gồm 69 căn biệt thự có giá trị kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa. Khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng còn xếp loại 94 biệt thự vào nhóm 3, được cải tạo nâng cấp không gian bên trong. Bên ngoài công trình, thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch kiến trúc và pháp luật về xây dựng. Cũng theo quy định mới, không được phá dỡ nhà biệt thự thuộc nhóm 1, nhóm 2 nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập theo xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 8 tháng 9, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của phụ huynh đề nghị xác minh làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người quản lý trường Greenshoot, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, trường Greenshoot do bà Catherine Claire McKinley, 52 tuổi, quốc tịch Anh điều hành. Bà Sulin Ryan, 55 tuổi, quốc tịch Úc, là người đại diện pháp luật, đã tổ chức tuyển sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đã có 95 học sinh được đăng ký theo học với tổng học phí 14 tỷ đồng. Dự kiến ngày 22 tháng 8, học sinh tụ trường bước vào năm học mới. Đến ngày 8 tháng 8, tất cả phụ huynh đều nhận được thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường này sang trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng và bà Catherine không còn điều hành Greenshoot nữa. Thông báo đưa ra mà không có bất cứ giải thích nào trong khi phụ huynh đã đóng học phí. Greenshoot cũng tháo dỡ hết các công trình, chấm dứt hoạt động.